Làm sao để phân biệt giữa viêm màng não và các chứng đau đầu thông thường? Viêm màng não thì nó có sốt, nôn, ói, đau đầu là ba cái triệu chứng mà rất là cơ bản và nó xuất hiện khá là sớm, rất là dễ nhận biết. Ví dụ như co giật, hôn mê thì dễ nhận biết là nó đã ảnh hưởng tới não. Cho nên nếu mà mình nói về viêm màng não là có thể nhầm với bệnh khác thì rất là có thể. Nhưng cái quan trọng nhất của chúng ta hiện nay đó là chúng ta phải nghĩ tới. Bởi vì nếu mà là viêm màng não thì những cái triệu chứng nó sẽ càng ngày càng nhiều lên. Ví dụ em bé nó đau đầu mà nó hết rồi đi chơi là khác, nhưng mà nó càng ngày nó càng đau đầu tới cái mức nó bắt đầu nó ly bì, nó không thể mà chơi được. Nó ói càng ngày càng nhiều, lúc đầu thì ói ít mà sau đó tất cả cái gì ăn vô nó cũng ói hết. Đó thì hai cái dấu hiệu đó là chúng ta phải chú ý là có khả năng là viêm màng não, nhưng mà cũng có khả năng là cái việc nó là bệnh siêu vi khác. Tuy nhiên nếu mình đã không loại trừ được viêm màng não thì chúng ta phải cho em bé tới bệnh viện, và thậm chí là một bệnh viện tương đối lớn. Tại vì cái viêm màng não này là mình điều trị chậm á, cái khả năng chẩn đoán chậm á là sẽ ảnh hưởng tới nhiều thứ sau này lắm. Cho nên nếu mình đã nghi ngờ thì phải nhờ cái bác sĩ chuyên khoa nhi để họ quyết định là lấy nước ở lưng ra thì họ mới biết được là viêm màng não thôi.